Tôi không nghĩ giờ này ông còn ở văn phòng đấy. Càng ngày càng nhiều việc, đau hết cả đầu. Làm ly đã nhá. Tôi chắc chắn có người đâm sau lưng mình. Ai cơ? Thằng Long, có xin mấy. Cẩn thận đấy, nó là cháu vợ của sếp Dũng. Tôi biết. Nhưng việc này tôi chỉ nói riêng với một mình ông thôi đấy. Ông đùa tôi đây à? Đến tôi mà ông còn không tin ý, thì ông chẳng thể tin nổi ai ở cái tập đoàn này đâu. Nào, uống đi. Dù sao tôi đã từng một lần bị rắn cắn, nên ông thông cảm nhé. Tôi nghĩ mãi. Thứ nhất, khi tôi vừa ngã ngựa, cô Simex đã nhảy ngay vào dự án 13. Và tôi cũng đã đọc bản kế hoạch của nó. Không thể ngày 1, ngày 2 lập ra được đâu. Chắc chắn phải có sự chuẩn bị từ trước. Thứ hai là ông cũng đã nói với tôi, thanh tra sẽ nhảy vào rà soát việc sử dụng vốn nhà nước. Và sếp Dũng cũng đã từng chỉ đạo tôi phải xử lý êm vụ đầu tư thua lỗ của thằng Long Đen lúc nó nắm mảng du lịch và thương mại. Nếu có sờ vào, hoặc tôi, hoặc nó sẽ chết. Mà tôi bây giờ thì làm gì có tóc nữa. Tiện thể thì chó chết luôn, làm gì. Ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cái vụ khách sạn Phương Đông 4 bị dập từ lâu lắm rồi, lấy đâu ra căn cứ mà đào lên nữa. Vậy theo ông, ngoài thằng Long ra thì là ai? Ông nghĩ ít thôi. Chờ mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ kéo ông lên. Để làm được điều này, ông phải ngồi vào ghế tổng cơ nào. Hy vọng thế. Mong là ông sẽ nhớ những điều ông nói với tôi ngày hôm nay. Nhờ có ông, tôi mới có ngày hôm nay. Thế nên ấy, chỉ cần cơ hội nhỏ xíu thôi, tôi sẽ tận dụng hết để trả ơn ông. Thật chứ? Vì tôi với ông là bạn. Em nghe đây. À, dạ. Em hiểu. Anh yên tâm. Đây này anh ơi, chị bảo là cái này đắt lắm. Mày tìm hiểu cho anh thông tin của cô Simex. Trong 5 năm trở lại đây, kể cả những dự án đã hoàn thành, và đặc biệt tìm hiểu xem Việt có dính dáng gì không. Em không biết anh định làm gì, nhưng mà khó đấy anh ạ. Anh biết. Cứ làm đi. Vâng. Em sẽ thử xem sao. Nếu đúng như thế, thật sự là khốn nạn. Anh nói đúng cái gì cơ? Không có gì. Tôi để em đưa anh về. Ba gọi cho em từ chiều, bảo là khi nào anh xong việc phải đưa anh về ăn cơm. Mà sau mấy bữa rượu hôm vừa rồi, em nghĩ anh đừng uống nhiều nữa. Không uống rượu thì biết làm gì. Nhà thì mất, vợ con thì ly tán.